ơi, chị thì hẻm hôm nay bắt đầu sẽ giới thiệu review cho một cái con xe mà mình đã mua từ năm 2013 cho tới nay mà rất là ít có dịp mà để mà đem ra, nhưng mà hôm nay là nhờ một cái buổi mà mình dạy cho các học viên mà học cái bằng lái xe ba gác A3 nên mình đã quyết định mà lấy ra để cho anh em tập chạy cho quen với hệ ba gác. Vì bạn biết không, bây giờ kinh tế thị trường nó đang rất là khó khăn, mai mốt mà biết đâu được lúc nào là sẽ nghèo bất ngờ, nên chúng ta sẽ học lái ba gác trước để mà hôm sau khi mà hết tiền chúng ta hay lái ba gác. Rồi ok. Đó, các học viên đang lấy cào cào chạy rình để mà tập xe. Thì các bạn có thể thấy đây là một con ATV 4 bánh. Nó là dòng gọi là bán chuyên. Nó có dung tích là 700 phân khối. 700 phân khối. Mấy bạn sẽ nghĩ, 700 phân khối bình thường mà hai máy, ba máy, bốn máy thiếu cha gì. No. Một máy duy nhất, chỉ một máy duy nhất mà 700 phân khối. Tôi bảo đảm mấy bạn sẽ muốn nghe cái tiếng 700 phân khối là một máy ra làm sao. Mấy thằng mà đua rắc trong trường đua đừng có nói về độ lực với chiếc này. Bỏ qua nó đi ha, bắt đầu vô camera cận cảnh nè. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn đây là một con xe của Yamaha. Nó là Yamaha Raptor 700 phân khối, sản xuất năm 2013. Xe này là được nhập mới, lúc mà mua chủ đầu tiên là mua mới, sau đó mình sẽ mua lại của chủ là mình là người thứ hai. Rồi, các bạn nhìn đây ấy. Có thể là mấy bạn sẽ nói, ôi cha kỹ sư hẻm là chém gió, một máy mẹ gì, hai cái cổ bô rõ ràng, một máy đầu một máy. Xin lỗi mấy bạn, đây là động cơ của tụi Yamaha đã thiết kế là tuy là chỉ có một đầu và lòng thôi, nó 5 piston nha, ba cái hút một cái xả, ba hút một xả luôn, ấy ba hút hai xả chứ, ba hút là hai xả, và hai cái đổ xả của nó là mỗi một cái xả là xả ra một cổ bô. Vì thế máy này là máy tuy là có một đầu thôi, một trái xi lanh, nhưng mà hai lỗ xả của nó là mỗi lỗ xả vào cái cổ bô, hai cái đó nó nhập là một và đưa vào đây. Rồi chúng ta sẽ đi xa ra để mà xem tổng quan ha. Con xe này thì được trang bị rất là nhiều thứ, bô FMF, bô FMF chính hãng, tôi nói bạn nghe tiếng súng AK có khi còn phải hơi thua nó một miếng. Rồi đây, tới tiếp tới là công nghệ đĩa chân không, có nghĩa là sử dụng bằng sức thắng của lực nén không khí, không khí vô làm mát rồi nó thắng lại thôi. Nói cho tôi nói dở á, con heo bữa tôi tháo ra tôi vệ sinh mà tôi quên ráp lại. Rồi đĩa thì tôi lên đĩa lớn luôn, đĩa Vortex, đĩa nhôm bốn máy răng để bao trình bao ốc cho nó giữ, nó giải nhiệt là có kính nhớ. Rồi một số cái đồ chơi nhẹ nhẹ như cùng con ASV đấy, rồi kiểu dáng của nó thôi. Rồi như các bạn có thể thấy tôi thấy một cái thiết kế rất là thông minh của nó, đây là cái thiết kế cái cản méo. Thiết kế này chỉ độc quyền dành riêng cho bên kỹ sư hẻm thôi, tại vì kỹ sư hẻm hay đụng méo bên đây nên nó quyết định là méo bên đây, nên bữa nay đụng lỡ méo luôn đó. Nói chứ thật ra đây là một trong những pha đụng gốc cây mà của các anh em hôm nay tập luyện. Rồi phục trước, đây là hệ thống thanh phục trước của nó, phục trước xài khí nitrogen giúp cho, và nó độc lập luôn nha, hai bên là hai phục nhúng độc lập hai bên, ở phía sau thì nó sẽ là một gấp, chỉ có một phục thôi, mono sóc phía đằng sau. Rồi nó có bình chữ nhớt, rồi nó có đèn đủ thứ để đi rừng, có cái nước này trước đây có đầy đủ, nó không gì hết, nó bình xăng nó dung tích mười mấy lít lận. Bây giờ tôi bảo đảm là ắt hẳn là các bạn sẽ rất là muốn để mà nghe tiếng máy nó nổ. Thì bây giờ trước khi mà nó nổ á, tôi có một cái gọi là một cái công nghệ gọi là chống trộm, tại vì tất cả những cái dòng mà ATV 4 bánh này nó sản xuất ra là không bao giờ có chìa khóa. Cái chìa nó rất là đơn giản, nó chỉ là chìa nhựa thôi mà ai bẻ ra cũng được hết. Vì thế nên khi mà tôi mà nghĩ ra ai cũng bẻ được chìa đó thì ai cũng sẽ nổ máy được và sẽ trộm được chiếc xe của tôi. Vì tôi đã quyết định là cho nó cái hệ thống chống trộm cực kỳ đặc biệt mà chỉ có tôi mới qua thể nào nổ máy được nó thôi. Bây giờ camera cứ đi vòng quanh cho mọi người xem một cái vòng rộng để cho cái dung nhan tổng của em đó. Cha tôi vô. Ai xuống nó đè máy. Xuống con, để cho đè máy nè, mang giày xuống. Còn không đứng hoàng bên đi. Rồi. Đây gọi là cái chìa khóa. Bà đảm mấy bạn nói, ôi mấy anh cha sĩ sẽ bạch chém. Thì đúng là cái này nó không chìa khóa chứ gì không. Nó là cái chìa khóa số 17 mà nó cũng vừa là cái chìa khóa để nổ máy xe. Xuống vô. Con đứng ở bên đây, đứng phía đó thôi là được. Đứng xuống để cho mở. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở cho bạn xem cái công nghệ khóa chống trộm này. Đầu tiên camera lại gần đây. Rồi tôi bảo đảm mấy bạn nhìn vô mấy bạn sẽ nói là mấy cái Boe Canyon của mấy bạn xài á, nó là cái Boe Canyon tuổi tôm. Này là tuổi ông nội.
Đây, mấy bạn thấy tổ ông nội không nè, cái khóa 17 nó dài bằng một cái khóa 17 luôn, bề ngang của nó cũng một cái khóa 17, đường kính của nó là 25 cm đường kính và chiều dài của nó là khoảng 30. Cái đó tôi gọi là cái boe ông nội. Và cái cuối cùng đó là khi mà tôi muốn đề máy tôi phải xài cái khóa 17. Và tôi chích vô cọc bình, chuẩn bị nghe tiếng nổ nè. Bên nào 1 2 3. À quên, chưa bật chè. Công nghệ này là ngoài cái chuyện kêu khóa này bắt buộc phải có bật chè. Rồi chứ nó theo cô gái thổ dân trong đây rồi thì kệ đó. Có không sao đâu. ICV là 4 bánh thôi, nó phải chạy như vậy. Nó chạy kiểu bê 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 bùm. Rồi đụng gốc cây xỉu. Đó, sáng giờ đụng gốc cây 3 lần. Đó, nói chung là đây là một chiếc xe mà hồi năm 2013 là tôi có một cái ước mơ, đó là cầm cái chiếc xe đi vô rừng, đi lâu thiệt lâu, đi xa thiệt xa, đẻ thiệt nhiều đâu. Nhưng mà giờ đẻ ra mấy thằng cô rồi, bây giờ bể cái mặt đó. Vậy nên lâu lâu chỉ đem vô rừng chơi thôi. Rồi, ok, hy vọng là mọi người đã có cái tổng quan về con Yamaha Raptor 700 phân khối, một máy nhưng mà hai cổ xả và cái bộ FMS như AK. Chào mọi người, hẹn gặp lại.